một số chiếc Suzuki XL7 đã được bắt gặp trên xe vận chuyển chuyên dụng trên đường phố thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều khả năng đây là lô xe được đưa về đại lý sớm để chuẩn bị cho ngày mở bán. Trước đây, Suzuki Việt Nam từng hé lộ ngày ra mắt xe chính thức là ngày mai 20 tháng 8. Theo chia sẻ của người bắt gặp, những chiếc XL7 Hybrid này có màu sơn mới là kem đen, chưa từng có trên XL7 bản cũ. Bộ mâm xe có thể được sơn tối màu, thay vì phai như trước. Logo XL7 phía sau được bố trí lại, đồng thời thêm một logo Hybrid ở bên phải. Cuối tuần trước, Suzuki Việt Nam đã đăng tải một đoạn clip nhá hàng về XL7 Hybrid. Chiếc xe xuất hiện trong clip cũng mang màu sơn mới giống những chiếc xe trên xe vận chuyển. Càng gần đến ngày ra mắt xe, phía đại lý càng tiết lộ thêm nhiều thông tin mới về XL7 Hybrid. Theo một tư vấn bán hàng đại lý, XL7 Hybrid sẽ có tới 16 điểm mới, trong đó tất nhiên bao gồm động cơ Hybrid mới. Theo đó, về ngoại hình, XL7 ngoài màu mới còn có lưới tản nhiệt mới, logo Suzuki lớn hơn trước, mâm có thể được sơn tối màu, viền trang trí cửa trước và sau mới, anten mới, thêm logo Hybrid để nhận biết. Ảnh tham khảo ngoại thất XL7 Hybrid tại Indonesia, với ngoại hình sẽ gần giống hệt bản bán tại Việt Nam. Bên trong xe sẽ có nhiều cải tiến hơn, bao gồm màn hình 10 inch mới hỗ trợ Apple CarPlay Android Auto không dây, ốp trang trí mới, màn hình đa thông tin mới sau vô lăng. Trang bị tiện nghi còn được bổ sung tính năng ga tự động Cruise Control, tự động gập gương, đèn tự động có chế độ dẫn đường. Bản XL7 Hybrid bán tại Việt Nam có thể hơn bản bán tại Indonesia ở màn hình lớn, cùng khả năng kết nối thông minh không dây. Động cơ Hybrid trên XL7 sẽ giống với loại trên Ertiga, kết hợp máy xăng 1.5 lít với motor điện và pin lithium-ion để hỗ trợ tăng tốc. Động cơ này không cho phép xe chạy thuần điện như xe Hybrid của Toyota. Các đại lý đã nhận đặt cọc XL7 Hybrid với mức cọc 10 triệu đồng, cùng giá bán dự kiến sẽ không thay đổi nhiều so với bản cũ. Đối thủ cùng nhóm MPV phong cách crossover của mẫu xe này hiện có Mitsubishi Xpander Cross, Hyundai Stargazer X hay Toyota Veloz Cross. Trong bộ tứ này, hiện Stargazer X là mẫu xe có giá dễ tiếp cận nhất, với bản cao cấp nhất có giá chỉ 599 triệu xấp xỉ giá, với XL7 bản xăng thường đang bán trên thị trường. KK.